Bành, dùng móng tay cào nhẹ cũng khiến màn hình bị hư hỏng. Chiếc smartphone màn hình gập Galaxy Fold là một cuộc cách mạng trong thiết kế phần cứng và công nghệ màn hình của Samsung nói riêng và ngành công nghiệp di động nói chung. Tuy nhiên, chiếc điện thoại màn hình gập này cũng là một minh chứng cho quan điểm công nghệ sản xuất vẫn chưa theo kịp để hiện thực hóa ý tưởng công nghệ. Cụ thể hơn, việc dễ bị hư hỏng trong quá trình sử dụng vẫn là điểm yếu chí tử của Galaxy Fold. Vào tháng 4, một lượng nhỏ các cây viết công nghệ trên thế giới đã được trải nghiệm sớm Galaxy Fold. Nhưng chỉ vài ngày sau, đã ghi nhận đến 4 trường hợp máy bị hỏng màn hình trong quá trình sử dụng, Samsung sau đó đã phải tạm hoãn bán Galaxy Fold để sửa chữa một số chi tiết trước khi mở bán trở lại vào tháng 9 này. Bản thân Samsung cũng hiểu khá rõ điểm trừ này, khi hãng công nghệ Hàn Quốc vài ngày trước còn đăng tải một video cảnh báo, người dùng nên sử dụng Galaxy Fold sao cho đúng cách để tránh hỏng hóc. Về cơ bản, do tính chất của smartphone màn hình gập, Samsung buộc phải trang bị cho Galaxy Fold một màn hình làm bằng nhựa dễ bị chảy sức và khả năng chịu lực kém hơn hẳn so với chất liệu kính mà chúng ta đã quen thuộc